Đây là cách mà đi theo Đức Chúa Giêsu giơ tay. Đi theo Đức Chúa Giêsu giơ tay. Có chị kia phải không? Rồi mời chị đó, chị đó, rồi mời chị đây. Thưa anh chị em, tôi thấy chị này, chị cũng giơ tay và chị nói là chị đi theo Chúa Giêsu. Nhưng mà hỏi chị đạo gì? Dạ, con ngoại đạo không được Phật. Anh chị có thấy lạ không? Lạ ở cái chỗ là một người đạo Phật, một người nói là con là ngoại đạo, con đạo Phật mà giơ tay nói rằng con theo Chúa Giêsu. Trong khi đó, nãy tôi hỏi ai là các bạn thì giơ tay và ai là các bạn công giáo thì giơ tay. Mà hỏi câu thứ hai, ai là các bạn đi theo Chúa Giêsu? Một số bạn công giáo không dám giơ tay. Trong khi đó, một người chị em Phật giáo, người xưng mình là ngoại đạo lại nói giơ tay rằng con đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta thấy có khi mình là người tôn giáo, có khi mình là người có đạo mà chưa chắc đã là theo Chúa Giêsu, đúng không? Ta xưng mình là có đạo, ta xưng mình là tôn giáo, ta xưng mình là bà mẹ tôn giáo mà chưa chắc gì ta sẽ đi theo Chúa Giêsu. Con chia sẻ cho mọi người tại sao con là người không có đạo, là người Phật giáo mà con lại đi theo Chúa Giêsu. Rồi đi theo Chúa Giêsu con được ơn gì, con chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, con ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con tên gì, đâu và làm gì? Dạ, con là Nguyễn Thị Lệ. Năm nay con 48 tuổi, con làm việc buôn bán quần áo. Dạ, con ở... Dạ. Nghề gì? Làm nghề gì? Dạ, con buôn bán quần áo. Buôn bán, rồi buôn bán. Là nghề gì? Buôn bán quần áo. Rồi, nói chậm chậm, buôn bán quần áo, rồi bán. Con là một người đạo Phật ở Bà Rịa Vũng Tàu, là người buôn bán quần áo. Rồi con đã đi theo Chúa Giêsu từ bao giờ và con được số mang thế là gì? Con chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn, chồng con đã bệnh từ hồi nhỏ và kéo dài tới bây giờ là nặng 4-5 năm rồi. Mà chồng con cứ sợ là tiếng chuông, tiếng tim, chim chích mỏ không à, tiếng cầm đó là ăn cơm cũng không được, mà ăn vô là ói ra. Đó, rồi chồng con khóc lóc, rồi chồng con nói chung là bệnh viện từ Hà Nội rồi vô tới Biên Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu, Sài Gòn cũng hết bệnh viện rồi, nhưng mà chồng con cũng không hết. Chứ sợ tiếng mõ, tiếng chuông à? Dạ, chồng con sợ tiếng cầu, tiếng cầu đó ma là như biết. Dạ. Tiếng cầu đó ma là ai cũng sợ. Chỉ có người chết là không sợ thôi, chứ còn cầu đó ma ai cũng sợ cả. Rồi chồng con bị bệnh như vậy suốt bao nhiêu năm như thế rồi xong đấy, chia sẻ cho mọi người. Rồi con đi hết bệnh viện rồi xong là không, bác sĩ chạy hết, bác sĩ chữa nói là bệnh này là bó tay, bây giờ là không uống thuốc không hết, thì bây giờ bác về nhà không chữa được, thì con mới nói là thôi bây giờ là ước nguyện, con là người mẹ đạo nhưng mà anh là người có đạo, thì bây giờ ước nguyện kêu đức tin của anh, bây giờ anh cứ xin Chúa là cho anh hết bệnh đi, cho em người mẹ đạo thì em bây giờ em chỉ nghĩ như thế này thôi, là chỉ nhờ Chúa thôi. Và sau hai vợ chồng con đi tìm cha, và chỉ là con đi vô trên Bình Thạnh cũng không gặp cha, rồi con đi qua nhà thờ Chí Hòa cũng không gặp cha, rồi đi qua bên sông Hai cũng không gặp cha, rồi qua ngày thứ sau là đi lên chỉ là ở nhà bạn mà không, cái địa chỉ nó không có lên mặt, nên hai chồng con về. Và qua ngày thứ hai rồi bốn giờ khuya hai vợ chồng con đi Honda tiếp, và con đi lên đây thì tìm cha tới đây 11 giờ trưa. Thì con hỏi anh quản lý, anh nói là có cha, thì hai chồng con mừng lắm. Chồng con nói là đợi cha mấy ngày cũng đợi, thì chồng con mừng lắm, con cũng mừng. Con qua bên cái trò kia nằm chờ từ 11 giờ mà đến 4 giờ thì vô đây. Thì ngày cái lần đầu tiên á, con lên đây được là 4 lần rồi, nhưng mà lần đầu tiên thì cha sợ thì chồng con cũng chưa hết, nhưng mà ngày cha sợ đâu. Và lần thứ hai thì chồng con đã về nhà và hết bệnh, là hết hẳn luôn, đã không còn sợ tiếng chuông tiếng chim hót gì nữa hết, là bây giờ là bình phục luôn, và không còn sợ nữa. Có đi không? Dạ có. Gọi anh lên được không? Anh ngồi đâu anh? Đây
và cùng với bác rồi. Anh lên cầu lên đây anh. Chồng lên đây anh. Rồi chào bạn bạn của người bác cô ạ. Dạ. Bạn cô là tạo gì? Người bạn đồng đông ta. Người bạn đồng đông. Bà đồng đông. Còn con của bà tạo gì? Nè, con người tạo người con. Người tạo người con. Con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con là du xe đi chập cầu. Con đến từ giáo Thần Vinh. Con có phải là chồng của em? Em. Con tôi sẽ đi Cẩm Âu ở giáo Hùng Vinh, tỉnh Nga. À, nay con bao nhiêu tuổi? 44 tuổi. 44 tuổi, rồi con bị bệnh từ bao giờ? Bệnh từ lúc 13 tuổi. Bị bệnh từ lúc 13 tuổi, tức là mỗi lần nghe tiếng chuông, tiếng cầu là con sợ. Dạ, dạ. À, mà nó lại là người công giáo. Dạ. Vợ con? Người ngoài đạo. Người đạo, hai người lấy nhau là xin là đạo hai người đi chứ. Giờ lúc mà con bệnh thì con là người công giáo, đạo gốc con lấy vợ con là người không có đạo, nhưng mà lúc con bệnh thì vợ con lại bảo con đi cầu xin Chúa chữa lành cho con. Dạ, dạ. Vợ con lại không bảo đi thầy bùa để mà chữa lành cho con. Dạ, tại sao lại có cái bảo này? Con nghĩ từ lúc đó là tự nhiên trong lòng con có cái đức tin, là con nghĩ là chồng con cầu nguyện Chúa là sẽ hết bệnh. Con lúc nào cũng nghĩ trong đầu như vậy. Dạ. Và sau cái bệnh đó thì nó con lan truyền cho bạn bè trên bờ biển Vũng Tàu là con đi lên 4 lần và một lần đi là 15 người. Thì đợt này con đi 2 xe là cũng trên 100 người và con vận động chị em đi lên lòng Chúa thương xót. Con vẫn là người ngoại đạo. À, con người ngoại đạo chứ. Mình có đạo có thấy xấu hổ. Mà còn cười với chị trời, xấu hổ mà còn cười. Anh sẽ vứt cái suy nghĩ từ quay. Nếu mà mỗi người công giáo, mỗi người có đạo mà có lòng tin như cái người phụ nữ ngoại đạo này, mà có lòng nhiệt thành đi loan báo tin mừng như người phụ nữ này, chẳng cần lấy danh nghĩa là người công giáo, cũng chẳng cần lấy danh nghĩa là người phụ trách loan báo tin mừng hay là chức danh chức vụ gì cả. Chẳng cần, không cần danh, không cần chức, mà chỉ cần thực hành mà thôi. Hữu danh mà vô thực thì được cái ích gì thưa anh chị em? Mình có danh, có chức đấy mà không có thực, không có làm, không có hành thì hữu danh vô thực. Chúa không được vinh danh gì cả. Còn người vô danh, đúng là người vô danh, không có mang danh nghĩa là người công giáo, cũng chẳng mang danh nghĩa là người đi tô hiếu hay là danh nghĩa của ủy ban này, ủy ban nọ hay ủy ban kia, hay là đoàn thể này, đoàn thể nọ, đoàn thể kia, hay là tổ chức này, tổ chức nọ, tổ chức kia, nhưng lại là người mà đi loan báo tin mừng một cách hữu hiệu. Loan báo tin mừng không phải bằng lý thuyết mà bằng lời chứng. Lời chứng ấy không phải ai xa lạ mà chính là người chồng có đạo của mình được Chúa chữa lành. Bệnh từ năm 13 tuổi, bây giờ là 44 tuổi, anh sẽ thấy là 40 năm vậy, 30 năm, 30 năm vậy như vậy. Mà cái lời chứng này, lời rao giảng này mới là lời chứng có sức thu hút và có sức tiếp phục. Vì lời chứng của mình không có đạo, lời chứng của một người mà chưa rửa tội mà đi mời gọi loan báo rủ rê những người có đạo đến với lòng Chúa thương xót. Nếu mà không cảm nhận được lòng Chúa thương xót thì làm sao chỉ có thể rủ mọi người đến với lòng Chúa thương xót tại cái việc tin mừng này được. Nếu mà không được ơn của Chúa, không là người đi theo Chúa Giêsu, làm sao mà chi dám nói chồng của mình đến với Chúa Giêsu được?
Cho nên lúc đấy tôi nói ai là người đi theo Chúa Giêsu, các bạn các chị nào là người đi theo Chúa Giêsu thì chúng ta có thể người giơ tay người không giơ tay, nhưng mà mình chưa biết là đi theo Chúa Giêsu là như thế nào. Đi theo Chúa Giêsu không phải chỉ là để được ơn này để được ơn kia, mà ta thấy rõ ràng những bạn này đi theo để làm cái gì. Những bạn này đi theo Chúa Giêsu để làm cái gì? Đi theo Chúa Giêsu đọc lại lời của Chúa, đọc lại lời của Chúa. Các bạn này đã đi theo Chúa Giêsu và lấy của cải mình giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ. Xưa đến giờ ta luôn luôn nghĩ rằng là mình đến với Chúa để mình được ơn này, được ơn nọ, mình được ơn kia. Vậy mà ngày hôm nay trong bài tin mừng này, các bạn đi theo Chúa Giêsu để giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Đấy, thực hành lòng thương xót đấy, tỏ lòng thương xót với chính Chúa Giêsu và với các môn đệ của Ngài đấy, thưa anh chị em, có tuyệt vời không? Có mạnh không? Cái lời chứng ấy, lời chứng của những người mà đến với Chúa Giêsu và đem của cải của mình để giúp đỡ những môn đệ của Chúa Giêsu, giúp đỡ những người con cái của Chúa Giêsu, giúp đỡ những người anh em của Chúa Giêsu, là những người đi theo Chúa Giêsu, là những người nghèo khổ, là những người khó khăn, là những người cùng khốn. Người chị em này đã làm cái công việc ấy, người chị em đã làm công việc là giới thiệu cho mọi người đến với Chúa Giêsu, vì chính chị ấy đang là người theo Chúa Giêsu. Con nói làm sao để mà con rủ người ta đi quá như thế nào, con nói lại cho mọi người nghe không? Thưa cha và thưa cộng đoàn, thì con đi về thì chồng con chữa hết bệnh và cái tin của con rất là nhiều người, và sáng hôm ra con bán là cứ con mấy chị em bên đạo tới con nói trời ông xã tôi đi lên cha chữa bệnh có hai lần rồi cha ơi, ông xã hết bệnh rồi. Mấy chị thấy trước mắt xếp ở nhà rồi mua quần áo của con, mấy chị thấy vậy rồi mấy chị đi theo con. Mấy chị nói ừ ấy hay quá, cho mình đi với, cho mình đi rồi đăng ký. Rồi bữa nay con đi vẫn còn rớt đợt sau thứ sáu, mỗi lần thứ sáu là cái đăng ký chị hẹn con. Thưa chị em, dĩ nhiên là cách diễn đạt của chị nó không được rõ ràng vì là người không có đạo. Đến đây tôi là người cầu nguyện và Chúa mới là người chữa lành. Ý nghĩa chị chưa nói được như vậy, nhưng mà ý của chị là như vậy. Đến với Chúa, tại vì ngay từ đầu chị đã giới thiệu chồng của chị là anh ơi, anh đến với Chúa đi, 30 năm rồi không có thuốc men nào làm gì được hết, thì bây giờ chỉ còn một thầy thuốc duy nhất là thầy Giêsu thôi, anh đến. Và chị đưa anh ấy đến, có thấy đạo chứ phải không thưa anh chị em? Một người không có đạo mà đưa một người đạo tốt đến để xin Chúa chữa lành, có phải là lạ lùng lắm không? Còn con làm gốc, con thấy con đi thường xuống, con có được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Như là cô đó là bà con gì của con? Gia đình con thì được ơn Chúa rất nhiều. Con chia sẻ cho mọi người, con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con là Du Xe Vinh Văn Cầu, con đến từ giáo phận Vinh, xứ Kệ Dừa. Con năm nay 3 tuổi. Cái tên gì con nói cho mọi người nó to lên. Con này, thực ra con được ơn nhiều lắm. Bây giờ thực ra thì con rất khô đặc, còn sang bên Lào được kinh thì con không kể đi làm này, còn ngã con không được kinh mà tối chú ơi này, mà giờ được ông anh được bệnh ấy. Bây giờ con tin Chúa, còn khô đặc rồi bỏ chú anh đi làm, bỏ Chúa từ cái thời con đi học ra đây, con đi làm bỏ Chúa nhiều, tội được các bạn rất nhiều, rất nhiều. Bây giờ mình lên xin cha là cho con được lòng tin Chúa, đến Chúa thì còn là khô đảo. Hãy đi bây giờ. Ta thấy Chúa chữa lành bệnh cho người anh vợ và anh trai và Chúa chữa lành bệnh tâm hồn cho người em trai. Qua việc chữa lành thân xác cho người anh trai, thì người em trai ấy được Chúa chữa lành căn bệnh còn nặng gấp ngàn lần căn bệnh của anh ấy. Sợ đi đòn, sợ đi đòn, chưa ghê bằng. Không sợ Chúa, không sợ tội. Cái đó mới là cái đáng sợ nhất trong các thứ. Cái ghê gớm nhất của con người ngày hôm nay là họ không sợ tội. Vì không sợ tội, không sợ Chúa, không sợ thưởng phạt đời sau, không tin
điều mà Thánh Phaolô nói rằng là xác con người ta sẽ sống lại. Đức Giêsu đã sống lại thì tất cả những người đã chết cũng sẽ sống lại. Sống lại để một là được hưởng hạnh phúc đời đời, hai là trường luân đời đời. Nhưng mà vì người ta sống trong cõi đời này, người ta không tin vào sự sống lại, người ta không tin có đời sau, người ta ghê gớm nhất là người ta sống một cách như là một người không hề có lòng tin, mặc dù là đạo gốc. Anh chị em thấy cái mà anh thú nhận trước mọi người là con khô lắm, con có lòng tin. Và hôm nay con đến đây là xin Cha ban cho con có lòng tin, và lòng tin ấy Chúa ban cho anh ấy qua việc Chúa chữa lành người anh trai của mình. Cho nên thưa chị em, khi chị em đến đây mà thấy có những người lên làm chứng được ơn này, được ơn nọ, ơn kia, thì chúng ta biết rằng ơn Chúa ban không phải chỉ cho cá nhân của một người, nhưng qua người này ơn Chúa ban cho cả cộng đoàn, qua người này ơn Chúa ban cho người kia. Nhờ em cũng được chữa lành thân xác, sau 30 năm trầm bệnh trầm luân trầm kha như thế mà không thể nào chữa được, mà người em ấy đi sang Lào làm ăn chẳng có hề biết Chúa, bao nhiêu năm sống có đạo mà không hề theo Chúa, bao nhiêu là người tôn giáo mà không hề là người có Chúa, mà ngày hôm nay đến đây tuyên xưng lòng tin của mình vào lòng thương xót của Chúa, còn tin rồi nhưng giống như là Phêrô, xin thêm đức tin cho con. Anh đến đây anh không xin gì cả ngoài điều xin đức tin. Anh làm ăn ở bên Lào, tôi không biết anh có thất bại hay không. Anh làm ăn ở Việt Nam, tôi không biết anh có thành công hay không. Nhưng mà đa số người ta luôn nghĩ đến chuyện là phải xin làm ăn thành công, xin cho có sức khỏe. Anh này không xin điều đó. Xin một điều thứ nhất là xin cho con có lòng tin. Vì khi có lòng tin rồi, khi có lòng tin thác rồi thì ơn Chúa sẽ xuống cho ta vô vàn. Vì Chúa nói rằng chỉ cần con có lòng tin thôi, đức tin của con cứu chữa con, đức tin của con mà bằng hạt cải có thể khiến núi này từ chỗ này nó rời sang chỗ kia được cơ mà. Lòng tin của con càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc của Cha càng tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu. Thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa cho chúng ta cả một gia đình lên đây làm chứng, thật là tuyệt vời. Và cô bao nhiêu tuổi? 78 tuổi. Rồi con là 43 tuổi, còn con 37 tuổi, con thằng nhỏ này. Cháu là con ai? Con chị gái. Con chị gái, con được ơn gì không? Cháu không khỏe, không còi nhá. Còi, còi. Thưa chị em, về chúng tôi gửi tặng cho lại gia đình này. Thứ nhất là tặng cho bà cụ cái máy để bà cụ đi về ngoài Bắc nhá. Và cụ đi ban truyền lòng thương xót xuống cho mọi người nha. Rồi tặng cho anh bạn khô khan, anh xin lòng tin để nghe đi 500 bài giảng trong này. Bảo đảm anh nghe thì lòng tin của anh sẽ càng vững mạnh. Vì mỗi bài giảng là có bao nhiêu nhân chứng, mới chỉ một nhân chứng là người anh của anh mà anh đã vững tin như thế. Mà trong này 500 bài giảng biết bao nhiêu nhân chứng sống động đã lên đây để chia sẻ và làm chứng. Rồi người cô gái đi theo Chúa Giêsu, người ngoại đạo đi theo Chúa Giêsu tặng cho con để con ra ngoài chợ mua cái cửa hàng bán quần áo của con mở ra đây cho mọi người nghe được không? Dạ được cha. Dạ. Rồi lời cuối là con muốn nhắc lời gì với những người mà công giáo và đang đi theo Chúa hay là công giáo mà không đi theo Chúa, con muốn nhắc lời gì cho họ để họ vững lòng tin vào Chúa? Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, thì hôm nay con đến đây là lập chứng cho chồng con và cả gia đình con lên đây, thì con cũng xin nhắn gửi chị em trong cộng đoàn tin Chúa theo lời Chúa như con là người ngoại đạo. Và con có một cái ước nguyện nữa cha, là con ước nguyện và con hứa là nếu mà chồng con hết bệnh là con sẽ theo đạo. Dạ. Hallelujah. Xin chúc mừng lời chúng con. Không sợ tiếng cầu tiếng chuông gì nữa mà nghe tiếng chuông thì khó vậy mà đi lên.